Quay lại với chương trình đi rừng tìm ong của mình thì hôm nay mình lại đi với hai thằng chú em. Có bắt gặp một tổ ong nó khá to nhưng mà nó khá cao. Hôm thằng chú đi đầu đấy nó thấy. Xong rồi bây giờ không trèo nổi thì kêu ông em đằng sau này. Cựu cầu thủ chỉ trèo ong đây. Thì cái trèo cầu này nhá. Thì, bây giờ mình đang đi đến chân rừng rồi. Bây giờ đạp đến tổ ong của mình sẽ quay cận cảnh treo một cái cây cao thế nào, nguy hiểm thế nào cho mọi người xem nhá. Lại hành quân trèo dốc anh em nhá. Chúng tôi đi một đoạn chừng 3 phút vào đến một cái thác bé. Để trèo thế này anh em nhá. Khá vất vả. Tránh đi rừng phải vậy mọi người ạ, không thể tránh được những cái thác và những cái gành nhá. Chúng tôi vừa lên đến đoạn mà hôm trước chú nó tìm theo lấy nước điểm này mà lên trên kia. Tí bọn mình phải vượt qua cái thác này, trèo qua cái lùm này lên mọi người. Khá gian nan. Đây. Đoạn này rất nhiều thác, mình không quay đâu, mình đi đến đây thì không thể cầm máy được. Đây là anh em nghỉ lấy nước một chút rồi đi lên đạp lên tổ ong. Phải quá mọi người. Người nha, mình phải trèo qua cái đoạn này mới lên được nha, đấy. Đùi nối đùi đấy. Quá cao luôn. À, đi cũng khá căng mọi người. Đấy. Vòng vòng này lên đây. Căng bên kia. Lèo rất căng mọi người ạ. Mệt lắm rồi. Mấy chú đi rừng quen rồi, chạy gió nhanh. Mình thì cứ từ từ thôi nha. Ôi giời. Đi vòng ngang bên đấy lên chéo chéo bên kia mọi người. Nãy mình vừa đi dưới cái này rất nhiều thác, 5-7 con thác. Trèo thẳng từ đó lên đây. Vòng vu này. Trèo đi ngang này. Anh em cùng theo mình nhá. Sắp tới rồi. Mệt quá. Mình tới điểm tổ ong mọi người ạ. Nó khá trên cao kìa. Hôm qua mưa gió nó gãy một cành, may nó không gãy mất cây đấy của mình. Thôi chung lại mình về xem nha. Thấy mà em đó. Anh em thấy rõ không? Tí mình lên đường trên mình view cận cảnh cho anh em xem nha. Quá mệt à. Khá lắm. Anh em mình đi 1 tiếng 15 phút. Thôi thằng chú bảo 30 phút mà. Leo toàn thác anh em cũng gần thôi nhưng mà đi qua thác nhiều quá nên đi lâu. Mệt quá. Kiểu mình lên phía trên mình chuẩn bị công tác bắt vào mình quay lại cho mọi người xem nhé. Cây này nó rất cao. Mọi người nhìn rõ đây là cái cây này nó khá cao, nó cao chừng 20 mét. Bây giờ anh em mình phải làm vào đây là một cây nữa vào cây tầm 2-3 cây nữa. Thì lên đến trên ngọn của nó, tổ ong nó nằm phía trên kia. Đấy nó cao lắm. Buộc lên đéo vào là cái trèo lên được không, cây to này không đủ sức ôm đến nơi đâu. Anh em đang vào công tác là buộc vào và làm đóm nha. Cao thật. Khu này nó gần lên đến đỉnh một cái cọn núi rồi. Rất cao. Chúng mình đi mình quay đấy nhiều thác. Đây, tí nữa là chú nó lên nó bẻ mấy cành cho mình sẽ quay gì rõ nét cho mọi người xem nhá. Đấy, to lắm, nó làm cái bộ mật dài căng tròn luôn nhá. Rất cao. Phía bên dưới này là một con vực sâu. Nên là thằng chú này nó thấy nó không trèo được. Phải mượn người chịu độ cao hơn đấy này, thằng chú em bên trong này. Phải cái trèo được nhá.
Bây giờ là một anh là chuyên làm đóm và làm nài lên vào alo, còn một anh ở dưới kia là trèo lên cây làm nài trước, buộc vào thì tí nữa mình trèo ngược lên. Công tác chuẩn bị này nó cũng phải mất cỡ chừng một tiếng đấy mọi người, xong là cái trèo lên bắt được nha. Bắt thì nó cũng nhanh thôi. Cái cảnh chuẩn bị bắt một tổ ong này thì những người đi rừng thì quá hiểu rồi. Còn anh nào chưa được biết thì xem nhá. Dốc lắm đoạn này mọi người, nó cả một cái vực nó sạt nghiêng luôn. Nếu mà tính độ cao từ bên phía vực lên đến chỗ tổ ong thì nó nằm cỡ 50 m, và tính từ gốc cây lên thì cỡ hơn 20 m, khá cao. Mọi người nhìn rõ không? Đây là cái phương pháp buộc nài của buộc cái bào của anh em chúng mình. Đây chú nó nghĩ ra một cái biện pháp này là nó dễ. Đóng hai cái móc hai bên và quấn cái dây mình mua đấy. Đây đó là dây bẹ. Nó xoắn thành dây thừng luôn. Cứ làm thế này nó dễ hơn là mình buộc lạt và an toàn, dẫm nó dễ. Đấy, đang chảo đóng cứ lần lượt lên như vậy. Đóng xong lên đến nơi là quay xuống lấy ba lô và lấy đóm lên là bắt. Thế này thì mình cũng phải đầu tư một chút, cũng khá ít thôi, nó rẻ thôi. Nhưng mà mình làm thế này nó an toàn hơn, buộc nhanh hơn. Nếu mà thắt bằng dây lạt thì nó sẽ lâu hơn mọi anh em ạ. Sẽ lạt rồi là trèo lên nó khá lâu. Buộc thế này cực kỳ nhanh. Nó đóng lên đến cái đoạn là chỗ lùm lùm cây giang đấy mọi người, lại có một tổ ong mật nó đâm ở thân cây luôn, vì cây này rỗng ngay chỗ đang buộc cái vòng đấy nhá. Đấy, có một tổ ong mật nằm đấy luôn nhá anh em, không lấy được tổ này, nó nằm trong gốc cây rồi. Một cây có hai tổ, một tổ ong mật, tổ ong khoái luôn. Đến đoạn này là mới được một nửa sào thôi mọi người nhá. Cũng đang tiếp tục buộc thêm một sào nữa. Hai sào mới tới đến cái đoạn mà ôm được để đi ra. Các bác cảm thấy thế nào? Thấy có gian nan không? Lấy được một chai mật rừng, ong rừng nguyên chất về thì nó cả một quá trình và mệt và khổ sở, chứ không phải là cứ đi lấy là có đâu mọi người ạ. Thỉnh thoảng nó mới được cái tổ gì dễ thôi. Đa số là những tổ khó. Tổ dễ ở khu vực thấp thì người ta đi nhiều lắm, không còn nữa đâu. Đây mình phải đi vào cao, vào sâu thì mới có được. Anh em xem thế này có phê không? Có phê, thổ dân có rừng Amazon khéo kêu sư phụ luôn đấy. Chuẩn bị trèo lên đây mọi người. Đấy, mọi người thấy chưa? Trèo vậy nha. Nói chung thằng chú em dưới này thấy tổ nhưng mà không chấm trèo cây này đâu. Mình chú này nó dày kinh nghiệm hơn, chịu được độ cao hơn mới trèo được đấy. Đấy, lên đấy nhá, mình lên đây mình đặt vào chân mái mình quay lên cho mọi người xem nha.
này nó dốc khá dốc, mình đứng quay nó không có địa thế tốt lắm. Đấy, mình phải bắt đầu chuẩn bị đến chỗ tổ ong nhá. Đi em cho cái cành nó rơi luôn xuống nhá các nhá. Cái dây thừng. Bây giờ chú ấy chặt cái cành đấy là mình để máy vào chân máy, mọi người sẽ thấy rõ nha. Đấy, quá nét anh em nha. Không còn điểm nào là không nét nữa này. Rõ ràng luôn. Quá nét. Mà hơi bị hướng sáng một chút, hơi tối. Để xa thế à? Hả? Tối nhỉ? Tối. Hắn bị xa quá em ạ, thiếu ánh sáng. Gần nó lại nét này, đấy, thấy không? Thấy chưa? Nói chung nó không thể nét giống mình ấy bình thường được. Mấy ngọn nữa. Tại là ta để trong đấy nó bị hấp ánh sáng. Bây giờ chuẩn bị bắt mọi người nhá. Đúng không? Cứ phải gì đây con này. Mình zoom sát lại mọi người xem nhá. Úi giời ơi, bù mật to lắm. Anh em thấy rõ không? Quá to luôn nha. Đấy, nó xuống đồng đấy. Có hơi có chút khói mọi người, mình sợ ong nó đến tấn công mà mình ở dưới gốc nên là mình phải để đó mới gần lại hơi mờ mờ anh em. Úi cục mật to nhá, ong mới vào em nhỉ. Cục mật khá to hả? Chưa có nàng. Không có nàng mà mật nhiều nhá. To lắm mọi người ạ, cục mật quá to luôn nhá. Mình ngồi im không cử động, mình chỉ nói không thôi, không may ong nó lùa cho. Em thấy cái cảnh đấy nó ướn ra thấy có ngại không? Vì chú mến này chúng thấy là chúng không cắt nổi, không thể trèo nổi nhá. Chưa có quân luôn nhỉ, mới có phấn hoa và mật không nhỉ. Ui giời ơi, bộ mật nhìn sướng nhá, tròn vo luôn. Có quân bay lại đây không em? Có. Đông không? Ít thôi. Ngồi im đi. Làm từng gốc mọc không được chi đúng không? Chuẩn bị cắt vào lô mọi người nhá. Đang phải buộc vòng bao lô lên, bắt đầu là cho nó treo lơ lửng xong với xả tổ ong vào. Nói chung cái chỗ điểm mà thằng chú nó đang bắt nó mà nhìn xuống phía dưới cao chừng hơn 50 mét đó mọi người ạ. Xuống cái vực. Nói chung không tỉnh, không chịu độ cao, không ngồi đấy được đâu. Đấy. Phải cắt 2-3 lát nha. 2-3 lát mới hết mật rồi. Lúc nội nó ở dưới nó bảo là nhiều mật mà nhìn thấy cái bồ to. Tổ mật thì làm cỡ hơn 1 tuần là đủ mật đấy mấy em nhận không? Mình mới làm. Ừ. Ông chưa có làm. Nói chung tổ này 1 tuần nữa là có nàng là khỏe quân này.
Con ong nó bay vào máy quay mình rồi. Đấy, chú nó đang cắt đây mọi người. Mọi người thấy rõ chứ? Đang còn hay sao? Nó hơi có khói một chút anh em nhé, nhìn không được nét lắm thôi anh em thông cảm chút, bởi vì là ong nó đến nhiều quá chứ mình phải đốt bó đóm vậy đấy. Xong chưa? Xong chưa? Như vậy công tác cắt đã xong mọi người ạ. Đang thắt ba lô và cho xuống cho bằng dây chứ? Cộng luôn. Cộng luôn à? Chưa có con non mấy nhỉ? Nhưng nó hăng. Ít mật. Không có bầu mật còn to phết mà. To. Có vứt đón luôn xuống không? Đèo không đèo. Cái đèo thì nhỉ, không quân nó theo đấy. Càng. Cả đốm, cả bao lô mật khó khăn, nó 10 cân mật cũng phải đơn giản. Mình thấy cho mình ơn. Cây hơn cây bình thường mà cây cành to mà nha. Cũng như cây đay này nó giòn đó em ạ. Khói quá à. Không có cành mắc à. Như vậy bát đã xong mọi người nhé, xuống thôi. Xuống mình quay cận cảnh xem được bao nhiêu cân mật cho mọi người xem nhé. Ong đang non. Chưa tí nào. Nói chung lấy 3 ngày nữa là thêm được mấy chai. Chục ngày nữa. Chục ngày thêm mười mấy chai nhỉ. 3 ngày được 3 chai nhỉ. Thêm 3 ngày nữa. 10 ngày nữa. Hắn xuống đây nè, hắn thôi chưa? Hắn thêm đậu. Còn. Đấy, đang xuống rồi mọi người ạ. Đấy. Đã xuống gốc xong thành công mọi người nhá, đã an toàn. Nói chung cái cây này thì mình cũng không muốn nói đến nhiều vì cái cây này nó rất cao và nguy hiểm. Nên là anh em không dám bình luận gì cả. Bây giờ lấy an toàn xuống rồi thì mình mới nói cái cây khả năng ai chịu được độ cao vì treo được cây này nhá. Cây này không đơn giản đâu. Tổ này cũng không khá to. Chú nó bảo ông được cỡ 5-6 cân mật thôi, không được nhiều. Vì là nó chưa mới vào, nó chưa có nhiều quân. Chưa có cả quân non lắm mọi người ạ. Mật không đấy, có cục mật không lúc mình quay thấy trắng phóc với mọi người xem đấy. Nói chung anh em lấy vào nhưng mà cũng không biết được đâu, gặp cũng phải lấy thôi, mình không lấy thì người sau người ta cũng lấy mất, nên là anh em phải lấy luôn. Dần nan ít mật. Chú vác cái bầu mật anh xem nào chú nội. Cắt cái vảy. À, to đó chứ. Được rồi, 8 chục phát ảnh nào. Đồng chí nội treo cây đâu? Ôm mặt đi. Đây. Đây, mắc cái nữa. Đây. Thành quả có chú ấy vừa trèo xuống đấy nhá. Mọi người nhớ ủng hộ chú ấy cái. Rồi. Mật đẹp đấy. Đẹp mật lắm. Đây, bỏ luôn.
Hôm nay cũng khá khá, thế là cũng được cỡ 8 cân đấy chứ không phải là 5 cân đâu. Thế cũng được. Thôi cũng may là tổ ong này nó mới vào mà nó làm nhiều mật. Không, nó chưa có nàng bao nhiêu, may là anh em mình bắt mấy ngày vừa rồi nó nắng. Nếu nó mưa là nó ăn hết rồi đấy. Thôi bây giờ anh em đạp xuống mọi người nha. Hành trình bước. Bây giờ anh em đạp qua, cắt qua một cái rông để ra cái đường này xuống. Các cái kia nhọc lắm rồi. Mong mong gặp lên một tổ nữa xem có hên không mọi người nha. Gặp lên đi đường, gặp lên một tổ luôn thì quá vui luôn. Cái cảnh đẹp thế nó không vào nhỉ. Mà hơi rộng không. Như vậy anh em mình đã xuống đến điểm để xuồng lúc chiều vào, lúc sớm vào mọi người. Bây giờ ra về. Hẹn gặp lại anh em những video đi rừng lần sau nhé. Mình sẽ đi và quay lại những cái tổ to và những cái pha trèo nguy hiểm hơn cho người xem nhé. Coi cái những người anh em mình đi bắt ong rừng nó khổ thế nào và độ nguy hiểm nó ra sao để anh em mới biết. Kiếm được một chai mật ong rừng nó không dễ như mình tưởng tượng đâu. Mang về nhà thì ai cũng bảo là dễ. Thực chất là nó cực kỳ khổ và khó nhé. Thôi chào mọi người nhé. Nhớ chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ mình với mình thêm những động lực đi tìm những tổ ong mới và quay lại cho mọi người xem nhé.